Báo cáo bác. Định không quay đâu nhưng mà đánh vật thấy đất chưa, con này mệt quá thì giải lao thì nhấc ở đây để nhân tiện là xem có điểm gì để chỉnh sửa, cắt bệ viết thì làm luôn. Cây này thì bón rất là mạnh nhưng mà nó cũng chưa được phát triển như muốn, thì muốn thay đất nó đi cho nó đỡ bí. Thùng xốp trước của nó nhiều đất quá, nó dày quấn rít rồi. Vừa nãy em đánh bỏ rất nhiều đất, thì tí quay bác xem cái bãi đất. Nhưng mà đấy, cây này thì cây xanh Nam Điền trực đại thụ trực làng. Thì sau cái lứa này thì sẽ nuôi những cái cút nó tốt. Cơ bản là mặt này thì ổn rồi này, hai tay ngọn này. Mặt bên này thì cái này cần phải đánh ra đây thật to, cái này phải nuôi to đấy. Và sau đấy sẽ tính bỏ bớt cái này đi, thu ngắn bớt cái đấy đi, thậm chí là bỏ nguyên cả cái mảng này, nguyên cả cái mảng này, xong rồi trồng nó như này. Đấy, trồng nó như này các bạn ạ. Thế thì nó có cái nhược điểm là cái sẹo này nó hơi to, thì đang muốn cho nó ôm cái sẹo đã xong rồi xử lý tiếp. Về cơ bản thì sau này sẽ hoàn thiện, nó sẽ như cái mặt này, bóng nó rộng ra. Mọi người rộng. Đây bên này thì hơi to chút. Bên này thì tay thì độ to thì vừa rồi. Để dựng lên như thế này. Đấy. Chồng dựng lên thế. Đấy các bạn. Thì tí nữa cho nó bệt, bệ nó mỏng tí. Ngày xưa các bác chủ cũ ấy chứ. Bác đi cũng đã làm cái bệ này, chắc ngày xưa bệ sẽ hơi to, các cái xẻ ra để cho nó ngon ấy. Thì bây giờ nó đang ra những cái rễ đi rồi, là ổn rồi, đang ra những cái rễ đấy. Thì bây giờ chỉnh sửa vắt rễ nó vào vị trí và làm bệt cái bệ lại là được, là như thế là nuôi rồi bác ạ. Là làm thế nhá. Thế rất bền này. Ây da. Đấy. Được chưa?
tiếp có cái tường ở đây, cắt xe đây, có chỗ này rồi, tiếp thôi. Đấy, đầu bằng cái là mất ngay cái dễ. Đầu bằng cái là mất ngay cái dễ đi các bạn. Đầu bằng nó mất ngay cái dễ tí. Trông lên nó cũng như này. Vâng. Nhưng mặt này được, nhưng mặt này thì hơi buồn nhỉ. Không sao, cứ nuôi đi ạ. Thời gian sẽ cho câu trả lời tốt. Rồi, để em đi trồng cái nhá, các bác nhá. Cho tự lại cho thùng xốp thôi. Lại nguyện tiếp thùng xốp. Cầm cái mẹ ạ. Cầm cái mẹ để dắt xe. Thôi, con chơi luôn đấy. Nó cho hết cả gói rồi này. Em mà phải mang sang cho nó hôm nay chẳng vậy. Đi xuống.
Báo cáo bác bãi chiến trường. Đất đây. Đất trộn với phân vi sinh với này. Xỉ than đây. Này, cho lên đây rồi. Nghe nó đây. Trời cũng đã tối rồi, hy vọng là tối nay có mưa, mấy hôm nay tối nào cũng có dông. Thì làm cây xong mà có dông này thì phê lắm. Đây, cho cái tường vi kia một ít. Tường vi rất đẹp các bác nhé. Đấy, nhiều bác cứ ý kiến là cắt sớm quá nhưng mà tùy các bác thôi. Cách của em thì em cứ làm về thực tế là em làm cái gì cũng có định hướng cả, có ý đồ cả, cho nên là các bác nói cũng đúng thôi, nhưng mà trên góc độ của các bác thôi. Quay trở lại cây này thì đây, đã trồng thùng xốp nước đầy đủ rồi. Đấy. Bây giờ đi yên vị một vài năm nữa, xong rồi cây cành nó to rồi triển tiếp, thay đất lúc ý tính tiếp. Rồi, các bác nhé, đây là muỗi đốt chết, cảm ơn các bác đã theo dõi. Đấy. Chúc các bác cuối tuần vui vẻ nhé.